Chào cả nhà và các bạn đến với kênh Bữa Cơm Quê Nhà của mình nha. Cả nhà và các bạn ơi, hôm nay mình nấu cháo gà nè cả nhà. Mình có làm hai con gà, mình làm sẵn rồi nè. Rồi mình đi vô mình sẽ sơ chế mình rửa lại nha cả nhà. Nãy mình làm mình mướn người ta mặn đó chứ mình cũng không dám mặn nữa. Bây giờ mình đi vô mình sơ chế để mình thấy như nồi cháo. Đây gạo mình cũng rang rồi luôn nè. Đây cái nồi nước mình cũng bắt sôi rồi nè cả nhà. Cả nhà ơi, con gà này mình thấy vô rồi, mình để vô nồi cháo rồi nè. Mình nấu để núm vô luôn nè. Nó sôi được gì nè. Đây mình trộn gỏi chuối cây nè cả nhà. Ở đây rau thơm mình rửa nè, đang mình sắc mình để vô. Đây gà của mình đã chín cả nhà ơi, mình gấp gà ra để mình xé gỏi. Đây của mình đã xong. Rồi đây nồi cháo núm của mình. Mình cho vô miếng bột ngọt. Hạt nêm. Nước mắm nữa nha. Nấu cháo nêm ha, nấu canh gì nêm nước mắm vô nó ngon cả nhà. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Nóng quá cả nhà ơi, xé gà. Đây cái đùi gà. Đây cả nhà ơi, dĩa gỏi già của mình nha. Đó, có nước cam của nó nè. Đây cả nhà ơi, hôm nay mình làm gà mình đón anh chị em con cháu mình từ phương xa về chơi nha. Ngon quá cả nhà ơi, mời cả nhà dùng với cả nhà gia đình ăn. Hôm nay bắt nhịp đó Tết nè cả nhà dùng cháo với gia đình mình nha. Đây con chào mời cô chú, mà mời cô chú ăn với con. Quá ngon luôn này. Đây là anh ba chị ba của mình từ thành phố về đó cả nhà. Đây là hai cháu của mình, hai cháu yêu dấu luôn. Một là city Sài Gòn về, thành phố người Đồng Tháp về cả nhà. Nấm là nấm vàng mới đã nè. Đám đít trống được rồi. Đây đây là các cháu của mình đây. Kêu bằng cốc rồi đó cả nhà. Ăn cho mẹ, quay cho mẹ ăn cái đó lại. Đó là cho một. Con cháu nè. Được không cháu ơi, vừa ăn thôi ba. Vừa ăn không? Vừa. Ngon ha. Quá ngon luôn mà. Ngon thiệt. Mời 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 cả nhà dùng một miếng nấm với mình nha. Vợ nấu con chồng bè. Vợ yêu nấu lúc nào cũng ngon hết trơn. kiểu như rau tôm nấu với cục bầu vậy hả? Chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn. Bưng bánh đi nè.
cái đầu con gà này nè. Nó coi năm một năm làm ăn như thế nào. Dạ, ta cũng mùng ba kìa, gà cũng mùng ba. Gà này há hỏng nè, anh ghê không? Gà này anh luộc lên. Gà luộc, gà cúng á. Gà cúng mùng ba. Ta coi. Bây giờ ông ấy còn ngượng tô cháu hết tốn bao nhiêu tiền rồi vô đây ăn tốn con gà là khỏi tô tốn phải không? Vô nhà. Ừ, họ mua. Họ mua. Mà tính mua cho. Cũng được thôi. Nó như vậy đó. Giờ có trọng thọ nữa, cút cút. Qua cút á, 300. Chiều tối. Chiều tối bao nhiêu? 15.000 trọng à. 15.000 cút. 49 đó. Cái mua vừa chín nó vừa bỏ luôn. Ăn đi chú ơi. Quá trời đâu ăn rồi, ăn đi. Đây nè cả nhà ơi, con cháu lại nhà dở lên lịch cho mình nè. Sáng cháu gà. Trưa lẩu bò, thịt bò, thịt kho trứng, ốc nấu tiêu, chiều canh chua cá lóc kho tộ. Tráng miệng, bưởi mặn với sữa. Trời lại nhà lên lịch cho mình đó cả nhà. Làm việc với mấy thằng cháu này mới được. Út Tấm làm việc cũng làm. Út Tấm làm việc hồi quay YouTube luôn. YouTube luôn. Nghe ngồi đi con. Làm Tết vui ghê không? Vui. Năm con rồi. Dưỡng đâu cũng có gà mà. Nhưng không, cái con gà kia anh ăn chứ nó nhắm nhạt. Vừa là cái món cái món cá nướng là đậm mắm mè nam. Nướng mắm mè. Cá chạch nướng luôn đi. Cá nướng luôn. Cá lóc nướng là mua hạt vô. Mua hạt. Cá chạch là mắm mè đúng rồi nè. Cho con ăn đầu nữa được nữa. Phải bỏ đói, bỏ đói. Bao không giờ mới cho ăn mới ngon được. Khỏi khỏi ăn vặt. Làm vui, vui mình ăn từ ngon. Hôm giờ điện từ hôm giờ thức canh me đói. Ăn vui là không có ngon. 5 giờ là thức rồi. Vậy chưa được 5 giờ nữa, mẹ chắc bữa mẹ 4 rưỡi à. Mẹ mới nôn hơn gì nữa. Nôn luôn 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 luôn. Đông quá trời ngủ không được phải không? Đi ra vô kia mới sủa miết. Ủa bữa nay anh Kim đâu không dẫn anh Kim vô vậy? Kim nó nhà. Nó vô để nó lùi chắc nó dẹm. Nó kìa nó hết đớn rồi. Rồi đến đây nó ở, bỏ trong cái chén lọc. Nó có 7 lạng. Dạ lên được ký à? Dạ 5 ký mấy. 5 ký mấy á mẹ hả? Người ta nói là con đó là hết cỡ là 4 ký à. 4 ký à. Giờ 5 ký mấy rồi nè. Còn gà nữa nghe em Phương ơi. Không có nữa thôi mà. Hai chén. Quá trời luôn. Món mới cho món mới. Không phải kêu ông hết món mới cho lên món mới tại yêu cầu là phải vậy đó. Chào cả nhà nghe, hôm nay mình ăn món cháo này quá ngon cả nhà. Bây giờ cũng xong rồi rồi. Okay, xin cả nhà cho mình một like với một lượt đăng ký nha. Để mình có động lực quay clip sau cho cả nhà coi nha. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chào cô chú.